Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Người nhà công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Cảnh sát Australia, cảnh sát Úc ngày hôm nay tuyên bố họ phá vỡ được một đường dây ma túy có thể tổng hợp trị giá lên đến 1 tỷ 1.000 triệu Mỹ Kim, khổng lồ nhất trên thế giới. Và qua đó mới thấy được đó, thưa quý vị, Hoa Kỳ, Úc, châu Âu thì họ có những cái chính sách gọi là rất là dễ dãi, Hà Lan vân vân, rất là dễ dãi với cái việc mà sử dụng các chất cấm, ma túy vân vân, cho nên không có cái chuyện mà bắt việc người dân, thậm chí chính quyền còn cung cấp ống chích cho nữa, rồi có những cái chương trình để hỗ trợ cho người cai nghiện. Nhưng mà ở Mỹ và kể cả ở Úc nữa, họ cấm tuyệt đối và vì thế đưa ra các hình phạt về ma túy vân vân, cho nên họ vẫn chặn bắt. Tương tự như ở Hoa Kỳ, chặn bắt đường biển, đường bộ. Và một khi người dân Mỹ và người dân Úc còn tiêu thụ, trong đó người Mỹ trắng, người gốc Phi Châu là tiêu thụ ma túy nhiều nhất, thưa quý vị, khủng khiếp luôn. Ở Úc cũng thế nữa. Một cái quốc gia, mặc dù cả một cái châu lục lớn như thế, có 20 triệu dân, 22 triệu rất là bé, thì đây là cái số lượng ma túy. Thì cảnh sát ngày hôm nay cho biết cái đường dây buôn bán này có cái tên biệt danh là Commission. Commission giống như một cái ủy ban vậy. Và gọi là Commission để cho thấy rằng cái bọn ma túy này, nó đưa ma túy này mỗi một tháng vào nước Úc á, là trên 1 tấn ma túy. Mà mới đây đó, cảnh sát Úc nói rằng trong số này có cái kẻ mà bị còng tay nè, là một trong 6 người tuổi từ 25 đến 34 bị bắt. Và trong cái đợt đột kích mới nhất đó, họ tìm thấy được 30 kg cocaine, ma túy trắng hay là bạch phiến. 20 kg được nhét trong các túi. Và khi mà cảnh sát ập tới đó, thì bọn chúng ném qua hàng rào bỏ chạy. Thế nhưng 30-40 kg này rất là nhỏ, bởi vì hàng một tháng, quý vị tưởng tượng, 1 tấn ma túy mà đưa vào lậu. Và cái đường biển của Úc thì nó quá lớn luôn, toàn là đường, cách nào đó mà bọn này có thể là đậu mang. Và cái đường biển nó quá lớn luôn, cho nên cái lực lượng tuần duyên đó, họ đâu có thể nào mà đi rảo hết. Từ Melbourne, Sydney, rồi Adelaide, nói chung là các thành phố quan trọng. Trong đó riêng với Sydney đó, ngày hôm qua, một cái đợt khám xét lớn nhất, truy lùng lớn nhất chưa từng có, 20 vụ riêng ở Sydney. Sydney có cái cảng Sydney Harbour rất là lớn. Và tại cái vùng biển này, cái số lượng ma túy nó dập vào quá nhiều luôn. Họ bắt được 10 chiếc xe hơi, 800.000 Mỹ Kim tiền mặt, đồng hồ Rolex, súng, đủ thứ hết liên quan tới bọn ma túy Commission. Và đây là đợt họ nói rằng phá vỡ được đường dây cả tấn ma túy vào hàng tháng, và trị giá là 1 tỷ Mỹ Kim. Và thưa quý vị, cách đây hơn một năm đó, cái công ty mà sở, xin lỗi quý vị, cái theme park là SeaWorld, nhưng mà ở tại Pennsylvania đó, thì họ lập ra công ty con, có cái theme park là Sesame Place, bị hai gia đình của hai phụ huynh gốc Phi Châu kiện cái SeaWorld, là nói là công ty này đó mướn những cái nhân viên mà đội những cái characters trong những cái series dành cho con nít đó, kỳ thị con nít gốc Phi Châu, thưa quý vị. Cho nên là hơn một năm qua đó, hai cái gia đình này kiện SeaWorld đòi bồi thường lên đến 25 triệu Mỹ Kim lận. Thì lý do
Đây là một trong những cái đoạn video của một cái gia đình. Họ quay vào tháng 7 năm 2022. Thì trong cái đoạn video này đó, cho thấy là phụ huynh của hai bé gái gốc Phi Châu này đó đang quay con của mình đang chơi rất là vui, cũng dễ thương lắm. Thì cái người mà đội cái nhân vật này đó đi từ xa tới, thì bắt đầu hai bé này nhào tới rồi vẫy vẫy tay, nhưng mà cái nhân vật này đó không có bắt tay hai bé, rồi hai bé cứ quơ quơ tay lên, thì không biết là có phải muốn được ẵm hay sao không, thì cái nhân vật này lắc đầu và sau đó đi luôn. Thì toàn bộ cái interaction của hai bé và cái nhân vật này đó được quay lại toàn bộ. Và khi mà cái gia đình này đăng lên trên mạng xã hội đó, thì nhiều người nhào vào họ chửi cái người nhân vật này. Và thế là rất nhiều người ở Phi Châu họ nói là hai bé này đó bị phớt lờ tại vì là con nít gốc Phi Châu. Và thế là sau đó đó, theo như cái gia đình này, tại vì con nít cho nên là không có cho biết tên tuổi, nói là có khoảng gần 100 người khác nữa liên lạc với họ và nói là họ cũng bị y chang như vậy. Khi đến cái Sesame Place ở Pennsylvania này là cứ con nít mà gốc Phi Châu là bị phớt lờ. Và đây là một trong những cái đoạn video khác thưa quý vị. Đây là cái gia đình thứ hai, họ cũng quay lại cái cảnh này, nói là con gái 5 tuổi của họ cũng y chang như vậy, mừng lắm, nhào nhào tới mấy cái người character này. Thì cái gia đình này nói là họ quay cái video này đó một tháng trước khi cái gia đình đầu tiên kia, là tháng 6 năm 2022. Thì họ nói là không những một mà đến 4 characters ở trong cái park này cứ con gái của họ đến gần là không có giống như niềm nở gì hết. Thì cả hai gia đình này cuối cùng đã giống như là liên minh với nhau và nộp cái đơn kiện cái công ty SeaWorld, yêu cầu đòi bồi thường lên đến 25 triệu, tại vì nói là những đứa con nít trong hai cái chuyện này đó bị tổn thương về cảm xúc nghiêm trọng rồi tùm lum hết. Thế nhưng sau hơn một năm trời đó ra tòa, thì cuối cùng ngày hôm qua bồi thẩm đoàn ở Pennsylvania cuối cùng họ không đồng ý với lập luận của hai cái gia đình này, và họ nói là SeaWorld không cần phải đền gì hết. Tại vì luật sư của SeaWorld đó thưa quý vị, họ nói là khi mà những cái character mà họ lắc tay như vậy không phải là tại vì họ nhắm vào trẻ em gốc Phi Châu, mà tất cả trẻ em nào mà muốn họ ẵm hay là họ ôm đó thì họ không được quyền, tại vì đó là cái policy của cái park này. Tại vì con nít mà sợ nhiều khi ẵm ôm rồi lại bị tố là sờ mó này nọ, cho nên đứng yên chụp hình thì họ sẽ chụp, nhưng mà các bé giơ tay lên mà nếu mà cái người nhân viên họ thấy là muốn ẵm đó thì họ sẽ lắc đầu và họ bỏ đi. Thì bồi thẩm đoàn họ tin vào cái lập luận của SeaWorld thôi quý vị. Đúng rồi. Với lại nó mất nhịp, cứ đứa bé nào nó cũng phải bắt tay hoặc là tới đón tụi nó, thì mấy người này chờ rồi người sau tới thì sao? Quý vị đến Disney cũng thấy rõ điều đó, ngoại trừ Phi công chúa Bạch Tuyết ngồi ở một nơi nào đó đi dạo, lúc đó thì họ mới tới là bắt tay với các em. Chứ còn mà cái đoàn đang biểu diễn đó, họ không có làm điều đó. Nó chặn, nó gây ảnh hưởng đến cái đoàn biểu diễn. Cho nên phần lớn các hình chụp là cái đoàn đang di chuyển, chứ không phải những cái người hình nộm này đi từng nơi để bắt tay. Khi mà hình nộm mà bắt tay đó, họ mấy cái người đó đi vào trong Disney quý vị thấy, hoặc là ở trong cái những cái nơi khác, công viên giải trí khác đó, là bắt tay hết. Đây là Mr. Cowboy Don Bass. Ông này, ông tên, thưa quý vị, là Russell Bentley. Mất coi 5 tháng trời điều tra. Thì ngày hôm nay đó, bởi vì đây cũng là một công dân Mỹ, phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng muốn đòi hỏi Nga cung cấp thêm chi tiết. Bởi vì nhân vật này từ Mỹ sang Nga để phục vụ cho Nga. Thế nhưng vì một lý do nào đó, bên phía Nga, cơ quan tình báo, họ không cung cấp thêm chi tiết, ngoại trừ hôm nay họ xác định là ông Russell Bentley là một phóng viên chiến trường người Mỹ làm việc cho hãng thông tấn Nga, thưa quý vị. Và bản tin nói rằng ông này nói với bạn bè,
người thân á, thấy ông mất tích không liên lạc được. Từ hồi tháng 4, cuối tháng 4 tới giờ phút này. Cho nên họ đưa những cái vấn đề này với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên chính phủ. Thì chính phủ mới, khi mà ông rời khỏi nước thì họ mới quay trở lại điều tra. Thì họ mới thấy rằng họ chỉ hỏi bên phía Nga là có thể bắt ông hay là như thế nào đó, hay là có thêm chi tiết về Russell hay không, Donnelly. Thì sau một thời gian thì Nga ngày hôm nay mới loan tải và báo chí Mỹ mới biết thêm về cái số phận của ông này. Ông chết thê thảm luôn. Vâng, không biết vì lý do nào. Lúc mà đây quý vị nhìn thấy bức ảnh đó, trong đó có cái chữ Donbass. Thì ông phục vụ cho quân Nga. Mà tại sao phục vụ cho quân Nga? Ông này đó lại nghe theo lời tuyên truyền của Putin. Vào những cái ngày đầu của năm 2022, chúng tôi tiếp tục với bản tin này ngay sau phần quảng cáo.